chứ đừng lên cố làm cái gì anh em ạ. Đó, anh em nhớ lấy cho mình nhé. Mất khoảng tầm là 40% số tiền là không bao giờ được cố. Rất nhiều bạn đang yêu cầu mình làm lại cái trò bôn bôn để cho anh em thêm những cái kiến thức để chơi về game bài đổi thưởng Kawin. Vì thực sự là những cái con game bôn bôn này thực sự nó là rất dễ. Nhưng mà anh em phải hiểu là dễ, tất nhiên là có cái dễ và có cái khó. Dễ ở đây là cái gì? Tôi hôm nay chia sẻ cho anh em biết là cái dễ ở đây là như thế nào. Khi mà anh em chơi một cái trò bôn bôn và mình đã làm những clip trên kênh YouTube của mình, dễ ở đây là nó lên rất nhanh anh em ạ, nó lên rất nhanh. Nhưng mà ngược lại nó kéo anh em xuống, nó thẳng là nếu mà anh em nào tham mà xuống đáy luôn anh em ạ, chứ không phải là cái chuyện đùa đâu. Cho nên là anh em cân nhắc trước khi chơi cái trò bôn bôn này anh em nhé. Nếu mà mình khuyên, nếu mà cách tốt nhất của mình khi mà chơi cái trò bôn bôn này thì là anh em lên là ăn non anh em nhé, ăn non đấy thế thôi. Chứ đừng có mà tham mà chơi cứ thấy thắng tầm 2-3 lần bắt đầu là anh em bắt đầu lại gấp thép lên. Như anh em có thể thấy là hiện tại là mình đang có khoảng 5 mở và những cái video của mình không dám đi nhiều, mình chỉ dám đi 50k một ô thôi anh em ạ. Vì anh em phải biết là cái tỷ lệ bùm bùm của nó là x10, hãy nhớ cho mình đó là x10 anh em nhé. Vì khi một bài nhá, mình ví dụ nhá, bên này bùm bùm đi, đây bên này bùm bùm, này bùm 10 đi, đấy đây là bùm bùm là bùm 10. Thì anh em phải hiểu là những cái số điểm này đều thua hết. Thì tự nhiên nếu mà anh em chơi 1.000 thì là mất 400.000 cái này rồi. Đó, tỷ lệ x10 mà. Đó, thế nên là anh em, tôi khuyên anh em, thế nên là phải cân đo đong đếm, quản lý cái số tiền của mình với cái trò bùn bùn này cực kỳ là gắt gao anh em nhé. Đừng có bao giờ lên tham lam cái gì cả. Ăn non đến một chút khoảng tầm 2-30% là được rồi, chứ đừng nên cố làm gì cả. Như tay này mình nói là khi mà bùn bùn nó ra bùn 10 rồi thì anh em lên nhả một tay đến hai tay đó. Và lần này thì mình nhả hai tay nhá anh em nhá, một tay mình nhả xong rồi đấy, còn đợi một tay thứ hai đó. Sau khi thứ hai xong rồi dù bùn nào thì mình cũng phải đi đấy anh em nhé, mình đi ít đi nhiều mình cũng phải đi đó. Cách chơi của tôi là bùn bùn đó là như thế, và anh em hãy nhớ là cứ lên từ từ, bình tĩnh thôi, không một gì phải vội vàng đó. Và khi nào anh em mất nữa, anh em mất nhá, tôi nói trường hợp anh em giả dụ tôi như tôi mất khoảng tầm 5 mở đi, chấp nhận tôi phải dừng lại, tôi không bỏ thêm tiền vào đấy, vì tôi còn chơi đây lâu dài, tâm lý tôi không ổn, không bao giờ tôi chơi tiếp anh em ạ. Đó, vì cái thế mình đang thấy thua mà. Và hình như hiện tại là bun bun hai cái ô này là bun 10, thế nên là mình không dám đi nhiều, mình chỉ dám đi 5.000 thôi anh em ạ. Đó, bun 4 này, bun 6 này, bun 9 này, bun 10 này vẫn tiếp tục là đi đều thôi anh em nhé. Hiện tại là bài này là nó ra khá là nhiều, thua tầm 3 lần rồi, bun kinh thua 3 lần rồi, mình không dám đi nhiều, mình cứ đi ít thôi anh em ạ, vẫn tiếp tục tiếp 5.000 thôi anh em nhé. Đó, bạn phải hiểu là khi mà bạn chơi game bài đổi thưởng là bạn phải giữ cái tâm lý là lên ăn non, đừng có bao giờ lên gấp thép hay là đi nhiều tiền làm cái gì cả, chơi vậy nó không hay một tí gì. Rồi ok, phát này thì mình chính ra là mình vẫn cứ thắng anh em ạ. Đó, mình ăn được 2 ô và mình lời khoảng tầm là 32.000 này. Đấy, nhẹ nhàng tính cảm bây giờ mình đã được khoảng tầm 200 này. Đó, cứ dốc nhẹ đi từ từ 5.000 một thôi. Đâu cần thiết phải nhiều lắm gì cả anh em. Đi test cầu đã. Như những gì mình bảo những clip trước, clip này khi mình nói là bên bun kinh này ra bun 10, em lên nhiều khoảng tầm là 1-2 tay. Ôi sorry anh em nhé. Sorry anh em, không cụ ý ơi. Và quay trở lại vấn đề câu chuyện, khi mà bun kinh nó ra bun 10 thì mình lên nhường tầm 2-3 tay đó. Nhưng mà khi mà nhường 2-3 tay mà bun bun nó vẫn cứ thua thì anh em đừng có bao giờ lên gấp thiết nhau. Nghiêm cấm đi nhiều vốn, đi nhiều tiền đó, và đi số tiền nhiều, cứ từ từ thôi đó. Vẫn cứ thắng này. Bây giờ mình nhả không, bây giờ đã được khoảng tầm 355k rồi với mấy lần đó. Và cái chỉ tiêu của anh em đặt ra là bao nhiêu? Có thể là anh em chơi theo cách của tôi, nhưng mà anh em đặt cái chỉ tiêu cao quá. Ví dụ anh em mang 1M và anh em muốn lãi khoảng tầm là 4M đến 5M thì thực sự nó là rất khó đó. Và thứ hai là anh em không biết điểm dừng đó. Không biết điểm dừng anh em nhé. Thì anh dở anh em ạ. Lần này thì mình cũng thắng được 8.800 này. Đấy, 8.800 anh em chơi thấy hiệu quả của chơi 4 ô nó khác với 1 ô 2 ô thế nào chưa? Anh em chỉ cần bấm
nó dễ hơn cái trò quay thú rất là nhiều. Và cái trò siêu xe anh em hãy nhớ nha, quay thú và siêu xe đó, dễ hơn rất là nhiều cái trò này. Nó không có gì khó cả, tài xỉu á, thực sự tài xỉu. Nó còn đau đầu loạn đầu hơn anh em ạ. Anh em có thể thấy à, hiện tại mình giải mấy lần một tháng liên tục anh em ạ. Nhưng mà mình xin phép nhé, tay này mình nghỉ nhé, thì tỷ lệ thua của buôn kinh quá nhiều rồi, cho nên là mình không vào. Dù rằng là thì số tiền mình vào 5.000 thôi, nhưng mà nếu mà một lần buôn 10 thì là 5 là chỗ này mất khoảng tầm 200k này anh em ạ. Nếu mà mình đi 5.000 đó, lấy ra buôn 10 thì mình phải nhường ạ. Vì anh em phải hiểu là đôi khi là anh em phải tỉnh, chơi gì phải tỉnh. Và nghĩa tại sao khi mà mình đang thắng quá nhiều mình phải dừng lại và nhịp, chứ đừng nghĩ thắng là cứ thế là thêm vào, cứ thế là thêm vào thì không được hay thế nào. Nếu anh em thêm thì anh em có thể là đi tới 1k này, ok, cùng lắm mất 40.000 thế thôi. Mình hiện tại mình đang lời mà anh em, mình đang lời tầm là 442.000. Tại sao mà mình không tiếp tục anh em nhỉ? Đấy, tại sao mình không tiếp tục nhá? Họ ra 46 rồi vẫn cứ tiếp tục là bệt thêm một lần nữa đó. Vì mình nghĩ khả năng là 1 đến 2 ten nữa là họ dạy sẽ ra tầm là 48, 49 đó. Nếu tay này mà 46 mà trở về tầm 46 lần nữa, 46, 47 thì tay sau là anh em có thể là đi với 10, 20.000 được này. Đấy, ok anh em, cứ lăng nhật chặt bị thôi, không cần phải cố làm gì cả. À, như anh em có thể thấy này, đây, như tay này là mình mất 40.000 này. Đấy, mất 40.000, đấy, thấy không, 40.000, 40.000 thôi đó. Và anh em hãy nhớ là vẫn tiếp tục nhường buôn kinh đi 1 đến 2 tay không sao cả. Đấy, chơi vậy nó phải chơi bài bản, chơi đúng bài, dài đúng kiểu, đúng không anh em, thì nó mới ổn được. Chứ không phải cứ vào tào nhào thế, tôi vào phụ cả 4 ô là anh em cứ vào đâu. Anh em nhìn thấy chưa, nhường lại 2 tay, 1 tay rồi này, đấy, thắng tiếp này, buôn kinh thắng tiếp nhá, vẫn tiếp tục, tôi mất 24.000 này. Rồi ok, tôi lại nhường tiếp một phát nữa anh em ạ, tôi vẫn đi 1.000 đều thôi đó. Thì anh em phải hiểu được cái bản chất được là khi mà nó ra buôn kinh thì là gọi là số 10, còn buôn 9 là số 9, còn buôn buôn gọi là số 10. Khi mà ra buôn thì tỷ lệ thắng khoảng tầm 2 lần. Đấy, 2 lần anh em nhìn thấy không? 2 lần chưa? Riêng chưa? Ok, được rồi. Nếu mà anh em thích thì đợi thêm một lần nữa. Còn nếu mà anh em cảm thấy muốn ý, thì anh em nào vào thế này. Đấy, như mình là mình muốn thì mình vào thế này. Đó, 50k. Ok anh em. Còn anh em có thời gian thì mình khuyên là anh em nên đợi khoảng tầm một tay nữa, ván này nữa thì anh em tham vào nhá. Đó, 45 rồi, phát này mình thua 3 ô thì mình mất khoảng tầm 812.000. rồi ok, tay này mình đi, có thể là đi tiếp được này anh em ạ, đi tiếp được đó. Nếu mà các bạn có thời gian nhá, khi mà nào mà ra khoảng tầm là 40 này đó, anh em nên dừng khoảng tầm là 2.000, căng lắm thì là 3.000 đó. Hiện tại như kiểu lịch sử cầu thì nó có buôn kinh họ thua quá nhiều anh em ạ, họ thua quá nhiều đấy, dư âm lại là chuyện bình thường đó. Như tay này mình kéo lại một tay này lên 5.1 này đó, lịch sử cầu này hiện tại này, anh em nhìn thấy không, mình thắng liên tục, bên này thua liên tục, vẫn cứ đều tiếp tục vào 50k thôi đó. Họ thua nhiều thế này mà buôn kinh họ thua nhiều thế này mà đó, thua một giải luôn chứ không phải chuyện đùa đâu. Thế anh em vào tầm này là hơi bị toa, nghĩa là sau buôn ấy và tầm đó là hơi bị toa. Tiếp tục anh em ạ, tiếp tục tay này tôi mất tầm khá nhiều, 1.6 triệu anh em nhá. Thế nên tôi nói tại sao là nhiều anh em chơi là phải biết điểm dừng ở đâu, chứ đừng nên cố làm cái gì cả đó. Giả dụ trường hợp anh em mà ăn lo khoảng tầm là 200-300k, hoặc số vốn của anh em là nhiều tầm 1-2 triệu thì anh em có thể là ăn 500k-700k là ok rồi, chứ đừng nên muốn cố là x3-x4 làm cái gì cả, không ok tí nào anh em nhé. Và tay này bắt đầu là chuỗi mình thắng này, rồi chuỗi mình thắng chuẩn bị dài rồi này. Rồi ok, tay này mình vẫn theo tiếp tục vào anh em nhé, vẫn tiếp tục đi 50.000, chứ không phải là tôi đang thua mà tôi gấp tiếp thêm 100 đó, gấp hết cả 4 ô 100 đó, hoặc là tôi chơi 3 ô, hoặc tôi chơi 2 ô, hoặc chơi 1 ô. Đừng chơi như thế, chơi kiểu thế không hay một tí nào anh em nhé. Rồi ok, phát này này, buôn 2, buôn 6, phát này thì hình như là mình âm mất một tí anh em ạ, âm mất 159.000. Rồi ok, vẫn tiếp tục đều thôi anh em ạ. Khi mà cái chuỗi này nó
chuỗi này nó đang một thắng một thua này rồi, thì anh em cứ nghĩ là tưởng tượng nhá, rồi chuẩn bị cắt cái chuỗi bull kinh thắng rồi, thì bây giờ là chỉ có là bull mình đánh làm vào thôi đó. Anh em phải hiểu được cái quy luật như thế thì mới anh em mới chơi được anh em ạ. Như thế này là tiếp tục một tay nữa là mình gãy mất 362.000, mình còn 3.486.000. Và hãy nên nhớ cho mình nhé, không lên chơi quá nhiều anh em nhé. Nếu một cái chỗ bull này thì mình khuyên anh em là lên khoảng chơi khoảng tầm là 30 tay, 30 tay là 30 vòng, không phải là 30 vòng anh em vào cả đều. Hãy nhớ là 30 vòng là anh em ngồi chờ đợi, giống như kiểu mình là một con sói, mình đi mình săn ấy, mình săn bài lẻ đấy anh em, bài lẻ đấy. Đấy, như này là mình phát nào lên 4.3 triệu này đó. Như cái dãy cầu trước là mình là hơi xui anh em, thực sự là hơi xui, bắt đầu thời tới rồi anh em ạ. Đó, nhiều anh em không hiểu là thành ra là chơi là sẽ gấp thép lên, đừng vội gấp thép anh em, với trò bún bùn này không lên gấp thép, cứ giải đều thôi đó. Rồi cái gì ok nó sẽ tới thôi anh em ạ. Đây, như phát này thì mình thua mất khá là nhiều, 357.000 đó. Khi mà anh em hãy nhớ nhá, nếu mà trường hợp mà như tôi này đang thua rất nhiều anh em ạ, có thể tôi đang mất khoảng tầm là 1.1 triệu đúng không, thì anh em tôi khuyên anh em nhá, những anh em mà tâm lý yếu thì lên dừng lúc này. Tại sao? Vì những cái lúc như này tâm lý anh em nó yếu, vì thực sự là bài mình cũng không đẹp cho lắm, bài cũng không đẹp cho lắm. Đấy, như phát này mình cố thêm được một tí một tay thì mình kéo lại được tầm này, hết số tiền âm của mình đi rồi, và bây giờ mình kéo sang cái bình dương đó, và mình sẽ chủ chốt mức cái tay này, nếu mà được thì mình dừng. Và anh em hãy nhớ nhá, giữ vững quan điểm mà khi mà anh em mất khoảng tầm là 40% số tiền là anh em phải dừng đó, chứ đừng lên cố làm cái gì anh em ạ. Đó, anh em nhớ cái đấy cho mình nhá, mất khoảng tầm là 40% số tiền là không bao giờ được cố lên dừng, ok nghe. Rồi thì hôm nay mình cảm thấy là chơi nó thực sự là hôm nay là mình quá đen anh em ạ, và bao nhiêu tay bây giờ mới được có 6.2 triệu. Tất nhiên các bạn nghĩ trong bụng mà thế, những cái lúc thua xong không kêu với ông được 1.2 triệu thì ông bảo là quá đen, không còn hôm mất gọi là như thế nào nữa. Thì anh em phải hiểu là mình mất quá nhiều rồi thì nghĩa là tỷ lệ mình chơi cái trò bull bull này mình sẽ không bao giờ chơi gấp thép, chơi nhiều vốn nhiều, mình chơi khoảng tầm vốn như này thôi thì mình vẫn kiếm được, còn tầm vốn hơn thì mình chưa thử đó, họ có bị sai không. Ok, hôm nay anh em tình cảm mình chốt lời con số là 6.2 triệu thì mình sẽ rút ra tầm là 3.275.000, tuyệt vời. Và mai mình tiếp tục mình chơi tiếp anh em nhé. Ôi dồi ôi, vừa nãy là mình còn đang rút 3M ra đây đó, mình đợi xử lý xong rồi mình bắt đầu rút tiếp anh em nhé. Và video đến đây của mình là kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo, và đừng quên bấm like, share trên YouTube để ủng hộ mình nhiều hơn anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye anh em.